Khoảng 15 giờ 30 phút chiều hôm qua ngày 9 tháng 11, ekip Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang đã mổ đẻ thành công cho một thai phụ mắc COVID-19 đang điều trị tại Trung tâm Cấp cứu Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang. Bé trai chào đời nặng gần 4kg, hiện sức khỏe hai mẹ con đều ổn định, bé trai bú tốt, da dẻ hồng hào. Hai mẹ con đang được chăm sóc đúng theo các yêu cầu quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. Người mẹ được phát hiện mắc COVID-19 qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở địa phương, nhập viện điều trị tại trung tâm khi thai đã 39 tuần. Trước đó, trung tâm này cũng đã phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đỡ đẻ thành công cho một thai phụ bị nhiễm COVID-19, mang thai 40 tuần.